Bốn con giáp gặp hung hóa cát, tình tiền như ý, cực giàu trong 3 tháng cuối năm 2023. Hoan hỷ chào mừng quý vị đã quay trở lại và đồng hành với kênh Tử Vi Việt. Vâng, thưa quý vị thân mến, năm 2023 sắp kết thúc và đối với một số người, khoảng thời gian 3 tháng còn lại sẽ là giai đoạn nước rút quan trọng. Họ sẽ đón một làn sóng vận may không thể ngăn cản, khí thế ngập tràn và càng thêm chăm chỉ cho mục tiêu của mình. 3 tháng cuối năm 2023 này sẽ là một giai đoạn quan trọng mà bạn không nên bỏ qua để cố gắng của mình không hoài phí. Theo lời dự đoán của các bậc thầy tử vi đã tiết lộ, trong 3 tháng cuối năm, vận khí của 12 con giáp trong những tháng này sẽ có nhiều thay đổi. 4 tuổi này sẽ được dự báo rằng trong 3 tháng tới sẽ có số hưởng, dù đang nợ nần khó khăn thế nào thì 3 tháng cuối năm trở đi chắc chắn sẽ được sao tốt chiếu mệnh, công việc của họ diễn ra suôn sẻ. Họ được lộc trời cho, gặp may mắn bất ngờ trong các thương vụ, sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc, ngũ hành và thổ nhưỡng bổ sung cho nhau, mang đến điềm lành, tiền bạc rủng rỉnh. Không những có thể kiếm được nhiều tiền mà ước mơ làm giàu cũng sẽ trở thành hiện thực. Vận đào hoa cũng vô cùng vượng, được quý nhân âm thầm tương trợ, vợ chồng con cái hạnh phúc, gia đạo an yên. Vậy, vận trình của 4 tuổi này trong 3 tháng cuối năm sẽ ra sao? Tất cả sẽ được Tử Vi Việt bật mí ngay sau đây. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Khát vọng được phát triển khẳng định bản thân của người tuổi rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa hoa. Người tuổi Thìn dù có vấp phải khó khăn thất bại thì họ cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn. Anh ta nhận ra được những thiếu sót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại. Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại trước đây của tuổi Thìn sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội. Trong 3 tháng cuối năm, con giáp may mắn tuổi Hợi sẽ có vận khí ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Sau đây là vận trình chi tiết 3 tháng cuối năm của tuổi Thìn và cẩm nang vượng vận. Tháng 10 âm lịch. Vận khí của người tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch không có quá nhiều biến động. Mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm và đều đặn như trước đó. Cơ hội để phát triển vẫn có, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Tháng này nguyệt lệnh lâm dưỡng, tạo điều kiện để Thìn củng cố và tiếp tục thực hiện các kế hoạch công việc của mình. Để mọi việc được vận hành trơn tru nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Về tài chính, không có nhiều khoản thu đáng kể đến với Thìn trong tháng này. Áp lực cạnh tranh vẫn còn đó, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng và gặt hái thành quả xứng đáng thông qua quản lý và đầu tư tài chính thông minh. Đời sống tình cảm của những chú rồng cũng sẽ tràn đầy cảm xúc lãng mạn trong tháng mới. Các mối quan hệ không có nhiều xáo trộn, các cặp đôi cũng cần chú ý đến việc giao tiếp và bao dung cho nhau. Khi đó sẽ chẳng có vấn đề nào đe dọa tình yêu của hai bạn. Sức khỏe không gặp phải tình trạng nguy cấp nào, nhưng bản mệnh vẫn cần chú ý duy trì sức khỏe, thể chất, tinh thần và giải tỏa căng thẳng kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Quý nhân Tý, Dần, tiểu nhân Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn: cam, trắng. Con số may mắn: 09, 56, 69.
tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Thìn âm lịch cho thấy, thời gian này đặc biệt may mắn đối với bản mệnh, mọi việc đều trở nên hết sức trôi chảy, mọi tình huống đều được kiểm soát, xử lý nhanh gọn, không một chút vướng bận. Có được điều này chủ yếu vào khả năng biến chuyện nhỏ thành không có gì của bạn, nhờ đó bạn tránh bận tâm quá mức cần thiết vào những việc không cần thiết. Thực ra, sâu bên trong lòng tuổi Thìn luôn có một lý tưởng riêng của mình. Có lúc nó còn được xem là rất cao đẹp khi bạn biết nghĩ cho người khác. Bạn có ý thức cao trong việc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, không cạnh tranh. Thiên tài ghé thăm trong tháng này cho thấy tuổi Thìn rủng rỉnh tiền tiêu, lộc lá đổ về rất nhiều, cho dù bản thân không phải vất vả, bon chen như trước đây. Chính bạn không ngờ vì sao bản thân gặp may như thế, nhất là trong những việc bạn chưa từng nghĩ tới, thì nay cũng được hưởng lộc. Tháng mới còn có tam hợp nâng đỡ, giúp cho mối quan hệ của vợ chồng con giáp tuổi Thìn trở nên hài hòa, ấm áp. Nhất là nữ tuổi Thìn được khen ngợi là người vợ hiền, đảm đang, luôn có thái độ lạc quan trong cuộc sống và nó còn giúp cho con cái của bạn được truyền cảm hứng mạnh mẽ. Bạch hổ hung tinh xuất hiện trong tháng 11 âm lịch này mang điểm báo tai họa, gây bất lợi cho sức khỏe. Bản mệnh không chỉ quan tâm tới sức khỏe của chính mình mà còn phải lưu tâm tới các vấn đề của người thân trong gia đình. Nhất là trẻ nhỏ mùa lạnh này rất dễ có những bệnh liên quan đến phổi. Quý nhân: Mão, Thìn. Tiểu nhân: Hợi, Thân. Màu sắc may mắn: tím, xanh lá. Con số may mắn: 88, 35, 21. Tháng 12 âm lịch. Tử vi tuổi Thìn 2023. Ở tháng cuối cùng năm Quý Mão, người tuổi Thìn tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, bản mệnh xử lý đâu vào đó. Tài vận trong tháng khá lý tưởng, ngoài các nguồn thu phụ, bản mệnh còn có thêm khoản thưởng hoặc nhận được món tiền từ phía đối tác, khách hàng hay từ những người vay mượn trước đó. Có điều, trong tháng bản mệnh chi tiêu nhiều tiền cho việc mua sắm Tết, việc đi lại, quà cáp, nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể và rõ ràng để tránh lãng phí và chủ động về tài chính. Chuyện tình cảm có dấu hiệu giảm nhiệt do đôi bên quá bận rộn với công việc, dự định cá nhân. Người độc thân chưa thấy tiến triển nào trong tình yêu, dễ sinh tâm lý thờ ơ, lạnh nhạt trong các mối quan hệ, càng khó để tìm thấy tình yêu đích thực. Sức khỏe của tuổi Thìn trong tháng nguyệt lệnh lâm suy không được tốt, con giáp này dễ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và áp lực, tinh thần sa sút, không thấy thoải mái để nghỉ ngơi cho lại sức. Quý nhân: Tý, Dậu, Tuất. Tiểu nhân: Mão, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn: xanh, đỏ. Con số may mắn: 16, 67, 73. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng tuổi Dần. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Trong công việc, họ hành động quyết đoán và chắc chắn, ít khi mắc phải sai lầm. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của đàn ông tuổi Dần là đa nghi, không tin tưởng vào người khác. Những người tuổi Dần khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa. Càng trưởng thành, họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa sung sướng, thì tuổi Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Tử vi cho biết, đúng 3 tháng cuối năm, tuổi Dần sẽ có vận may bùng nổ. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Nhờ tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn tuổi Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Sau đây là vận trình chi tiết 3 tháng cuối năm của tuổi Dần và cẩm nang vượng vận. Tháng 10 âm lịch.
Theo dõi tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tháng Quý Hợi được nhận định sẽ là khoảng thời gian phát triển ổn định với người tuổi Dần, với những tín hiệu tốt ở hầu hết các phương diện. Cục diện tử vi tốt là lục hợp thái tuế và cát tinh thiên đức, mang tới cho con giáp này những nền tảng thăng tiến nhất định trong công việc. Sự nghiệp sẽ có bước tiến đột phá, kéo theo cả vận may về tài chính. Dự báo bản mệnh có thể sẽ được quý nhân phù trợ, cấp trên và đồng nghiệp tại chỗ làm cũng dành cho bạn nhiều sự công nhận và giúp đỡ khi cần. Bước sang tháng Quý Hợi năm Quý Mão, tức tháng 10 âm lịch, không chỉ sự nghiệp, tài vận của người tuổi Dần cũng trên đà khởi sắc, con giáp này dự kiến sẽ trải qua một số thay đổi tích cực và đạt được lợi ích về mặt tài chính. Bạn có thể có một số thu nhập tài chính hoặc cơ hội đầu tư bất ngờ, nhưng bạn cũng cần phải thận trọng với chúng. Công việc thuận lợi không chỉ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho Dần mà còn hứa hẹn các khoản lợi nhuận, hoa hồng vô cùng rủng rỉnh. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán trong tháng mới gần như không có gì khiến bạn phải lo lắng. Hàng hóa được tiêu thụ nhanh chóng, buôn may bán đắt, tiền bạc đổ về ầm ầm. Bên cạnh đó, bạn vẫn nên có sự chuẩn bị với những biến động của thị trường và cả những lúc chịu cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này nhờ có nguyệt lệnh lâm mộc dục, đào hoa có dấu hiệu tăng tiến, lợi cho tuổi Dần củng cố các mối quan hệ tình cảm của mình. Người độc thân có thêm cơ hội để làm quen, gặp gỡ, hẹn hò, nhưng cần tỉnh táo để tránh bị lợi dụng tình cảm. Người có đôi ngày càng gắn bó, khăng khít bên nhau, có thể tính chuyện chung thân đại sự. Nhìn chung, với thái độ tốt và sự nỗ lực tích cực, những người bạn tuổi Dần sẽ đón một tháng 10 âm lịch suôn sẻ, vui vẻ. Nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật, do đó bạn cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe thể chất, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc khiến cơ thể lao lực. Quý nhân: Thân, Mão. Tiểu nhân: Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số may mắn: 38, 90, 42. Tháng 11 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, dù có đối mặt với khó khăn thì cũng hãy tự tin rằng bạn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Mọi người có thể nâng đỡ hỗ trợ cũng chỉ làm giảm nhẹ tình hình căng thẳng mà thôi. Tuổi Dần nổi tiếng là người thông minh, mạnh mẽ, nhưng ít ai hiểu rằng họ cũng có những điểm yếu nhất định, nhất là khi một số việc đã lên kế hoạch kỹ càng lại đi sai hướng. Cảm giác mất kiểm soát khiến họ càng cảm thấy thiếu tự tin. Thế nhưng, nếu còn trách cứ cuộc đời rằng người khác may mắn còn tại sao tôi lại không, thì có nghĩa là bạn chưa nghĩ thông suốt được mọi việc, không hiểu rõ vai trò của bản thân trong cuộc sống của chính mình, cộng thêm suy nghĩ tiêu cực càng khiến bạn khó thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Lời khuyên cho tuổi Dần trong thời gian này nên tĩnh tâm, nhìn nhận lại, nếu cần hãy đọc sách để mở mang kiến thức. Ngoài ra, bạn có thể gặp gỡ, hỏi những người có kinh nghiệm để sáng tỏ vấn đề. Nguyệt lệnh lâm quan mang tới cho bản mệnh cuộc sống ổn định vững chắc, nhưng dường như bạn quá cứng nhắc, khá vất vả vì phải tự lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ. Tầm nhìn có vẻ hạn hẹp nên đang thiếu đi sự cảm thông cho mọi người xung quanh mình. Dường như càng áp lực, tuổi Dần lại càng dễ cáu giận, nóng nảy, lại cộng thêm ảnh hưởng của thiên cẩu nên dễ vướng vào thị phi không đáng. Không những thế, việc khó ngủ, tâm trạng hay bất an còn là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này. Quý nhân: Mão, Ngọ. Tiểu nhân: Thân, Mùi. Màu sắc may mắn: đen, hồng. Con số may mắn: 08, 01, 15. Tháng 12 âm lịch. Vận trình tháng chạp của người tuổi Dần được dự đoán diễn ra khá êm đềm, đặc biệt đây sẽ là tháng nhân duyên rộng mở với bản mệnh, mang tới nhiều trải nghiệm thú vị và lãng mạn nhờ có sao đào hoa chiếu mệnh. Công việc nhìn chung không có biến động gì quá lớn, bạn không gặp phải trở ngại gì quá lớn, cũng không chịu áp lực nặng nề. Ngược lại, còn chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Bạn nhiệt tình như vậy là tốt, nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu, khoe khoang. Đây cũng là tháng bản mệnh được nhận các khoản lương thưởng cuối năm, thưởng Tết, nên tài chính được dự báo sẽ khá dôi dư khi các nguồn thu tăng vọt.
Người làm công ăn lương có thể yên tâm nghĩ tới một cái Tết ấm no. Người làm kinh doanh có thể hái ra tiền vào thời điểm năm hết Tết đến này. Bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy vọt bất ngờ. Tháng cuối cùng trong năm cũng là thời điểm mà đường tình duyên của những chú hổ rực sáng, đảo hoa tình chiếu mạnh, người độc thân có nhân duyên phơi phới, có người yêu là điều sẽ xảy ra sớm muộn mà thôi. Các cặp đôi sớm về chung một nhà, bắt đầu chặng đường mới trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của hung tinh thiên nguyệt. Tháng này, bạn có thể đổ bệnh do chạy đôn chạy đáo lo Tết nhất. Bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên. Làm việc đi lại cũng phải đề phòng họa huyết quang và quẹt xe cộ. Quý nhân, Mão, Ngọ. Tiểu nhân, Dần, Tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lam. Con số may mắn, 53, 46, 80. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Một lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Khi làm việc, những người tuổi Dậu thường đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, ít sáng tạo. Vì thế, trong nhiều tình huống bất ngờ, họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Tuổi Dậu là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người tuổi Dậu đã giúp họ xây dựng lên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được. Nếu làm việc với những người tuổi Dậu, bạn sẽ thấy rằng họ thật tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn. Đôi khi, tuổi Dậu mất thời gian vào những vấn đề không cần thiết. Dù bạn có cố khuyên nhủ, họ cũng sẽ bỏ ngoài tai và tiếp tục duy trì phong thái làm việc ung dung của mình. Tử vi dự đoán, 3 tháng cuối năm, tuổi Dậu sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bùa vây, phú quý theo chân, nên Dậu cứ thế mà giàu, nhà xe chở sẵn, còn giáp sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Sau đây là vận trình chi tiết 3 tháng cuối năm của tuổi Dậu và cẩm nang vượng vận. Tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi Dậu âm lịch. Bước sang tháng Quý Hợi, tuổi Dậu đón một tháng bình ổn, ít biến động. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sinh năm Dậu. Nhưng cũng có thể là giai đoạn bạn chọn sự an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều. Điều này tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Vận trình sự nghiệp được thiên ấn che chở nên không gặp quá nhiều khó khăn. Nếu làm việc chăm chỉ với năng lực hiện tại, bản mệnh hoàn toàn có thể thuận lợi vượt qua tháng này. Ngoài ra, Dậu còn có cơ hội gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Đó là cơ hội để học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Trong tháng 10 âm lịch, tài vận của tuổi Dậu có khoản ra khoản vào, kiếm tiền đều đặn. Nếu biết quản lý tài chính hợp lý, thì bạn gần như không phải lo lắng gì về thu nhập ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Những người tuổi Dậu sẽ có những thăng trầm trong vận trình tình cảm trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Mối quan hệ đôi lứa có thể gặp một số khúc mắc và dẫn tới rạn nứt. Nhưng nếu hai bạn có thể duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và lại xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền chặt hơn.
Sức khỏe của người tuổi Dậu được dự báo sẽ tương đối ổn định trong tháng này, nhưng bạn cũng cần chú ý giữ gìn và rèn luyện để nâng cao thể chất. Hãy sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo có đủ giấc ngủ và sức khỏe. Quý nhân Mão, Tuất, tiểu nhân Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn: hồng, đỏ. Con số may mắn: 40, 15, 69. Tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Dậu âm lịch. Bước sang tháng Giáp Tý cho thấy vận trình của bản mệnh có nhiều thăng trầm. Tự tin chính là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công một cách tốt nhất. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham dự một số sự kiện xã hội rất đặc biệt trong thời gian này. Tứ hành xung đẩy bạn rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu. Thậm chí, nếu bạn nghe thêm ý kiến của người khác còn cảm thấy căng thẳng hơn. Đây là thời gian bạn cần ở một góc riêng để xác định lại mọi mục tiêu một cách rõ ràng hơn. Trong khi đó, đối với một số người tuổi Dậu thì đối mặt với sự mâu thuẫn lợi ích nơi công sở, bạn nên tìm cách rút lui, vì nếu càng lún sâu vào đó thì càng có thêm nhiều rắc rối khó lường. Thực ra trong khi đó, bạn vẫn có thể tập trung vào công việc và thể hiện năng lực trong khi mọi người mải đấu đá nhau. Nhất là khi có chính quan làm chỗ dựa tinh thần thì hãy tự tin phát triển sự nghiệp, không để những ý kiến trái chiều khiến bạn đi lệch hướng. Nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi Dậu trong thời gian này. Bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc nên có vẻ hay giận hờn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm bạn như trước. Tuy nhiên, nhờ có thái âm cát tinh trợ mệnh nên rất tốt cho nữ mệnh khía cạnh nhân duyên. Ai đang độc thân dễ tìm được một nửa với đầy đủ các tiêu chuẩn của bạn được đáp ứng. Về mặt sức khỏe, tháng 11 âm này, nguyệt lệnh lâm đất bệnh cảnh báo người tuổi Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Khi bước sang tháng này, thời tiết lạnh, người tuổi Dậu cần đảm bảo việc giữ ấm cho cơ thể, kẻo dễ mắc các bệnh như thương hàn, cảm lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Quý nhân Mùi, Tý, tiểu nhân Mão, Tuất. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 98, 26, 82. Tháng 12 âm lịch. Tháng 12 này, tuổi Dậu gặp được cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu đây sẽ là một tháng nhiều điểm sáng với con giáp này. Mọi việc đang có những chuyển biến tích cực hơn, cải thiện rõ rệt hơn so với thời gian trước đó. Phương diện sự nghiệp của Dậu có thêm cát tinh thiên ấn che chở nên vận trình không tệ chút nào. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Tài chính ở thời điểm này khá dư giả, Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay trái và tay phải của bạn đều khả quan. Bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết và tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho sự nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều niềm vui. Một số cặp đôi có thể đi đến quyết định quan trọng khi nâng cấp mối quan hệ tình cảm của mình. Gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Người độc thân có vận đào hoa, dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Tháng này, tuổi Dậu cần đặc biệt lưu ý phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh dự báo những bất lợi cho cơ thể của bạn, có thể là những chứng bệnh cũ tái phát hoặc cơ thể lao lực nên dễ ốm đau. Hùng tình ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận, kẻo bị thương tật, tai nạn. Quý nhân Thân, Dậu, tiểu nhân Mão, Tuất. Màu sắc may mắn: vàng, trắng. Con số may mắn: 14, 45, 57. Vị trí thứ tư, xin chúc mừng tuổi Tỵ. Ở Việt Nam, rắn được cho là loài động vật rất nguy hiểm. Nọc độc của nó là thứ vũ khí lợi hại có thể giết chết một con người. Bởi vậy, người ta thường có quan niệm rằng không nên tin tưởng quá nhiều vào người tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi,
họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Tỵ sẽ có quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đúng 3 tháng cuối năm, những tin vui lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Tỵ. Họ được nhận cả phúc lẫn lộc, con giáp này không chỉ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong công việc mà còn tìm thấy vận may bất ngờ trong cuộc sống. Sau đây là vận trình chi tiết 3 tháng cuối năm của tuổi Tỵ và cẩm nang vượng vận. Tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho biết, vận khí của người tuổi Tỵ giảm sút khá nhanh trong tháng Quý Hợi này do chịu ảnh hưởng của xung thái tuế khiến hung vận tăng cao. Hầu hết các phương diện của cuộc sống từ công việc, tiền bạc, tình cảm đều xuất hiện những mối nguy mà bạn sẽ không thể xem nhẹ. Tháng 10 âm lịch, trọng tâm của tuổi Tỵ sẽ là sự nghiệp. Áp lực công việc trong tháng này khá cao, bạn cũng phải làm nhiều việc hơn. Cảm giác bận rộn không lúc nào ngơi nghỉ, bạn lại còn luôn phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó. Khó khăn và thách thức dồn dập khiến bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo. Tháng này còn có sự xuất hiện của đại hao, một hung tinh chủ về hao tài, báo hiệu tài vận của con giáp này cũng kém sắc. Vận may tiền bạc không nhiều nên bạn chớ mong chờ vào các trò chơi may rủi. Việc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ có thể coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro, thậm chí mất trắng. Chuyện tình cảm nhiều rối ren, trao đi nhưng không được nhận lại. Con giáp này có thể sẽ hy sinh vô ích cho một mối quan hệ lửng lơ, thiếu tính thực tế. Các cặp vợ chồng gặp không ít trục trặc, gia đạo bất an vì chuyện con cái hay khó khăn về tài chính. Điều đó khiến hai người nảy sinh nhiều cãi vã gay gắt. Áp lực từ công việc và cuộc sống gia tăng cũng gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe của Tỵ. Thể lực có dấu hiệu suy nhược, dễ mắc phải bệnh vặt, nhất là những bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, bệnh theo mùa. Cần phải thăm khám và chữa trị ngay nếu như không muốn tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Quý nhân Thìn, Hợi, tiểu nhân Mão, Mùi. Màu sắc may mắn đen, xanh lá. Còn số may mắn 73, 69, 91. Tháng 11 âm lịch. Tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Tỵ âm lịch. Nguyệt lệnh bệnh nên con giáp tuổi Tỵ tháng mới có cảm giác thiếu tinh thần, sự nhiệt tình trong nhiều việc. Nhiều lúc bạn lười tới mức không muốn nghĩ, không muốn chạm tay vào bất cứ việc gì cả. Có nhiều nguyên nhân mang tới khó khăn cho công việc kinh doanh của tuổi Tỵ, chẳng hạn khách hàng khó tính, nhân viên bất mãn hay doanh số giảm sút. Đó có thể là một phần nguyên nhân khiến bạn không muốn tiếp tục chăm chỉ nữa. May mắn là có tử vi trợ mệnh nên khía cạnh tài lộc của con giáp tuổi Tỵ tháng này cũng vẫn rực rỡ. Người ta cho rằng bạn lười mà vẫn có tiền là do gặp may, nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ bạn đã vất vả, cực nhọc thế nào để có được vị trí hiện tại. Bên cạnh đó lại có thực thần nâng đỡ nên bản mệnh được những người thân, bạn bè xung quanh mình động viên nhiệt tình. Rồi bạn sẽ sớm lấy lại được tinh thần, động lực để quay lại theo đuổi mục tiêu, đam mê của mình trong thời gian tới. Chỉ là bạn đang cần một quãng nghỉ cần thiết để tái tạo lại sức lao động mà thôi. Quý nhân Ngọ, Tuất. Tiểu nhân Tý, Hợi. Màu sắc may mắn trắng, đỏ. Con số may mắn 25, 58, 60. Tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Tỵ âm lịch, được tam hợp và nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của Tỵ trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng mà còn có cơ hội gặp quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội.
Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Tuổi Tỵ trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính. Cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Đường tình duyên của tuổi Tỵ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ, bán hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân. Đôi lứa, vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, giữ gìn hòa khí gia đình, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh bạch hổ an ngữ, dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Quý nhân, Tuất, Thìn. Tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, cam, đen. Còn số may mắn, 68, 31, 14.